Chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên đầu giờ chiều hôm nay, thứ tư ngày mùng 4 tháng 9 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến các bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch chiều nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường và thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới trong xuống tăng nhẹ trở lại, đứng ở mức 2.495 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ giảm nhẹ, đứng ở mức 101,67 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin cũng giảm và với tỷ lệ giảm khá mạnh là hơn 2%, đứng ở mức 56.600 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch ở mức 3,83 một năm. Còn với thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống giảm, đứng ở mức 69,91 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một chút thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần vào phiên giao dịch ngày 3 tháng 9 do áp lực bởi đồng đô la Mỹ mạnh lên. Nhưng sau đó giá vàng trên thị trường thế giới phục hồi trở lại. Trong khi đó thì các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu việc làm tháng 8 của Mỹ, nhân tố có thể xác định quy mô cắt giảm lãi suất tiềm năng trong cuộc họp chính sách tháng 9 của Cục dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Theo ông Daniel Gary, chiến thực gia hàng hóa tại TD Security cho biết, các vị thế đầu cơ vàng đã đạt mức tối đa một cách hiệu quả trong thời điểm hiện tại. Tôi nghĩ rằng giá vàng giảm trong phiên này là do chịu áp lực từ sự tăng giá của đồng đô la Mỹ. Điều này phản ánh quan điểm của chúng tôi về vị thế đầu cơ. Trọng tâm của thị trường sẽ tập trung vào báo cáo việc làm tháng 8 của Mỹ dự kiến được công bố trong ngày 6 tháng 9, cùng với các cuộc khảo sát của Viện Quản lý Nguồn Cung, hay gọi là ISM, cơ hội việc làm và báo cáo việc làm ADP sẽ lần lượt đưa ra vào cuối tuần này. Với công cụ SimFedWatch cho thấy các thị trường đang đặt cược khả năng có 63% Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản. Trong cuộc họp của Fed vào ngày 17 và ngày 18 tháng 9 tới đây, còn xác suất có 37%. Khả năng ngân hàng này cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản. Theo Commerzbank cho biết, nếu báo cáo việc làm của Mỹ yếu hơn đáng kể, suy đoán về suy thoái kinh tế Mỹ nóng lên và việc cắt giảm lãi suất nhanh hơn sẽ xuất hiện trở lại, hỗ trợ thêm cho giá vàng. Vàng đã hướng tới năm giao dịch tốt nhất kể từ năm 2020 nhờ sự lạc quan của nhà đầu tư về việc cắt giảm lãi suất sắp tới của Mỹ và những lo ngại kéo dài về cuộc xung đột ở Trung Đông. Theo Goldman Sachs cho biết, vàng vẫn là nơi trú ẩn ưa thích của chúng tôi trước các rủi ro tài chính và địa chính trị, với sự hỗ trợ bổ sung từ việc cắt giảm lãi suất sắp tới của Fed và hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương tại các thị trường mới nổi đang diễn ra, chúng tôi đưa ra khuyến nghị nhà đầu tư mua vàng trong dài hạn. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Theo ông Phan Dũ Khánh, chuyên gia thị trường tài chính cho biết, khi mua vàng nói chung người mua đã chịu ngay mức lỗ khoảng 2 triệu đồng trên một lượng. Do chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra, thậm chí có thời điểm mức lỗ cao hơn nhiều. Theo ông Khánh, nhà đầu tư nếu muốn có lợi nhuận cao hơn mang tiền đi gửi ngân hàng thì ít nhất giá vàng trên thị trường thế giới phải tăng thêm 10% so với hiện nay. Tuy nhiên, xác suất này cũng không cao do trong chu kỳ 10 năm, thông thường kim loại quý chỉ có 1 đến 2 lần tăng giá vượt đỉnh. Trong thời gian gần đây, giá vàng trên thị trường thế giới chưa thể vượt đỉnh cũ và thời gian để tiến sát lên ngưỡng 2.540 đô la Mỹ cho một ounce càng kéo dài cho thấy đà đi lên của giá vàng đã hụt hơi. Thậm chí, mua vàng lúc giá cao như hiện nay sẽ khiến nhà đầu tư có nguy cơ bị thua lỗ bởi tác động từ khả năng Mỹ giảm lãi suất sắp tới, ảnh hưởng đến thị trường kim loại quý ở mức độ như thế nào cũng chưa chắc chắn. Tiền mua vàng được xem là tiền chết vì tài sản này không sinh lời. Nhà đầu tư chỉ chờ đợi giá tăng lên để có lãi, nhưng xét về xác suất đầu tư ngắn hạn và trung hạn để có lãi cao hơn tiền gửi ngân hàng là không nhiều. Nếu nhà đầu tư chấp nhận giữ vàng trong dài hạn từ 3 năm trở lên thì có thể xem xét. Theo quan điểm của tôi, người mua vàng lúc này sẽ lo lắng nhiều hơn vì khả năng thua lỗ là khá lớn. Nếu đầu tư mà lo lắng thua lỗ, xác suất lãi tăng cao ít thì gửi tiền vào ngân hàng vừa an toàn vừa biết trước lãi suất sẽ là cách đầu tư tốt hơn, theo ông Khánh nói. Trở lại với bảng giá vàng trong nước trong phiên giao dịch đầu giờ chiều nay, mặt hàng vàng miếng SJC tạm thời thì vẫn chưa có thay đổi về giá. Mặt hàng vàng nhẫn bột số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì vẫn duy trì trong xuống giảm nhẹ. Chi tiết của bảng giá này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn ngay sau phần cuối của bản tin. Còn đối với thị trường tiền tệ,
Tỷ giá đô la Mỹ các ngân hàng thương mại đảo chiều tăng nhẹ, mua vào ở mức 24.665 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.035 đồng trên một đô la Mỹ, tăng 5 đồng trên một đô la Mỹ ở cả chiều mua vào chiều bán ra so với giá đóng cửa ngày hôm qua. Tuy nhiên, so với phiên sáng nay thì đảo chiều giảm nhẹ. Với giá đô la Mỹ trên thị trường tự do, mua vào mức 25.250 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.400 đồng trên một đô la Mỹ, tăng 10 đồng trên một đô la Mỹ mua vào, nhưng tăng đến 80 đồng trên một đô la Mỹ bán ra. Phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi đầu giờ chiều nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng, mua vào 7 triệu 900 nghìn, bán ra 8 triệu 100 nghìn. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên lượng, đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 7 triệu 900 nghìn, bán ra 8 triệu 100 nghìn. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 7 triệu 900 nghìn, bán ra 8 triệu 100 nghìn. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 7 triệu 900 nghìn, bán ra 8 triệu 100 nghìn. Phú Quý SJC mua vào 7 triệu 900 nghìn, bán ra 8 triệu 100 nghìn. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7 triệu 900 nghìn, bán ra 8 triệu 100 nghìn. My Hồng SJC mua vào 8 triệu, bán ra 8 triệu 100 nghìn. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 7 triệu 900 nghìn, bán ra 8 triệu 100 nghìn. Ngân hàng TPBank Gold mua vào 7 triệu 900 nghìn, bán ra 8 triệu 100 nghìn. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại không có thay đổi về giá. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 7 triệu 900 nghìn, bán ra 8 triệu 100 nghìn. SJC Huế mua vào 7 triệu 900 nghìn, bán ra 8 triệu 100 nghìn. STC Miền Tây, Quảng Ngãi, Biên Hòa, Long Xuyên mua vào 7 triệu 900 nghìn, bán ra 8 triệu 100 nghìn. STC Bạc Liêu mua vào 7 triệu 900 nghìn, bán ra 8 triệu 100 nghìn. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7 triệu 900 nghìn, bán ra 8 triệu 100 nghìn. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác hiện tại duy trì đà giảm nhẹ và đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 7 triệu 725 nghìn, bán ra 7 triệu 855 nghìn. Nhân bộ số 9 loại nửa chỉ, mua vào 7 triệu 725 nghìn, bán ra 7 triệu 865 nghìn. Cùng giảm 50.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 5.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán với hai loại vàng này. Vàng 4 số 9 mua vào 7 triệu 715 nghìn, bán ra 7 triệu 815 nghìn, giảm 10.000 đồng trên một chỉ chiều mua, 5.000 ở chiều bán. Vàng 24K mua vào 7 triệu 537,6 nghìn, bán ra 7 triệu 737,6 nghìn, giảm 5 nghìn ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 18K mua vào 5 triệu 626,8 nghìn, bán ra 5 triệu 876,8 nghìn, giảm 3.800 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 14K mua vào 4 triệu 321,6 nghìn, bán ra 4 triệu 571,6 nghìn. Vàng 10K mua vào 3 triệu 024,2 nghìn, bán ra 3 triệu 274,2 nghìn. Nhẫn tròn bốn số 9 Hương Thịnh Vượng Doji mua vào 7 triệu 740 nghìn, bán ra 7 triệu 855 nghìn. Nhẫn tròn bốn số 9 Phú Quý mua vào 7 triệu 735 nghìn, bán ra 7 triệu 855 nghìn. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.